Tiếp theo là phần tin quốc tế. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah tại Liban hôm thứ Bảy. Trong một tuyên bố chính thức được phát sóng trên đài truyền hình Iran, ông Khamenei đã ca ngợi thủ lĩnh Nasrallah vì đã lên kế hoạch và chiến đấu trong nhiều thập kỷ để bảo vệ người dân Palestine bị áp bức, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công của mặt trận kháng chiến chống lại Israel sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Các nguồn tin cho biết, lãnh tụ tinh thần Iran Khamenei đã được đưa đến một địa điểm an toàn nằm sâu trong bên trong Iran và an ninh được tăng cường, một ngày sau khi Israel giết chết thủ lĩnh nhóm Hezbollah của Liban, được cho là do Iran hậu thuẫn. Đây là động thái mới nhất cho thấy sự lo lắng của chính quyền Iran khi Israel tiến hành một loạt các cuộc tấn công tàn khốc vào Hezbollah, đồng minh được trang bị vũ khí tốt nhất của Iran trong khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đổ lỗi cho Mỹ, quốc gia từ lâu đã cung cấp vũ khí tiên tiến cho Israel về vụ ám sát ông Nasrallah.